Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Cần ngăn chặn việc người dân tự ý chuyển đổi đất trồng lúa không theo quy hoạch ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực nội vụ, tài chính và xây dựng. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận cho ý kiến về các nội dung trình tại buổi họp, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhất trí với đề xuất chuyển hình thức thi sang hình thức xét thăng hạng chức danh giáo viên trung học phổ thông từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2021 do Sở Nội vụ trình. Đối với kế hoạch giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo nghị quyết số 68 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ căn cứ đề xuất của các địa phương để nghiên cứu điều chỉnh lại kế hoạch giao biên chế đáp ứng được tình hình tăng dân số cơ học đang diễn ra. Bên cạnh đó, cũng ủy quyền cho chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố chủ động điều động nhân sự cho phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Đối với việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 60 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp và đúng hướng dẫn của Chính phủ đối với chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Sở Xây dựng cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, bổ sung hoàn thiện dự thảo chương trình. Việc xây dựng mục tiêu phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh cần căn cứ vào thực tế tốc độ đô thị hóa của các địa phương hiện nay. Huyện thêm đang suốt đêm mà nghị quyết của đại hội đến năm 2025 là từ 46 đến 48% tỷ lệ đô thị hóa, nhưng mà ta phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, cái này phải dứt khoát. Các huyện thành phố bây giờ đang tập trung phát triển đô thị, huyện nào cũng làm quy hoạch, mà làm quy hoạch xong triển khai đấu thầu thì nó triển khai xây dựng thì nó thành đô thị, tức là từ hiện trạng là đất lúa như có quy hoạch là đất ở, thế là triển khai các dự án đô thị nhà thì tỷ lệ nó nâng cao lên thì nó không phải là 50% nữa, nếu làm tốt thì phải đến 60%. Đối với việc ban hành chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả các khu dân cư mới do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu việc quy hoạch các khu dân cư mới không được bám mặt đường quốc lộ, tỉnh lộ, đối với các đường huyện thì cần phải có đường gom. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm tròn 110 năm ngày sinh nhà cách mạng tiền bối Lê Văn Lương 28 tháng 3 năm 1912, 28 tháng 3 năm 2022. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của người Cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Đồng chí Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1912 trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước hiếu học tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. 15 tuổi tham gia hoạt động cách mạng, 17 tuổi được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Đồng chí là đảng viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng. Thực hiện chủ trương vô sản hóa, đồng chí vào Nam hoạt động tích cực trong phong trào công nhân. 19 tuổi bị thực dân Pháp bắt, 21 tuổi bị kết án tử hình, sau đó giảm xuống án chung thân và bị đầy ra Côn Đảo. 11 năm tại địa ngục Trần Gian Côn Đảo, đồng chí đã biến nhà tù thực dân thành trường học cách mạng. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, trở về đất liền, đồng chí được tin tưởng giao nhiều trọng trách, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
trên cương vị hai lần làm chánh văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí trực tiếp làm việc bên cạnh Bác Hồ và các đồng chí thường vụ Trung ương Đảng, góp phần xây dựng văn phòng Trung ương trở thành cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng, tích cực tham gia công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ hai. Trên cương vị hai lần là trưởng ban tổ chức Trung ương, đồng chí có nhiều đóng góp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Trong 10 năm làm bí thư Thành ủy Hà Nội giai đoạn 1976-1986, đồng chí góp phần quan trọng đưa thủ đô vượt qua nhiều khó khăn phức tạp của thời kỳ bao cấp, sẵn sàng bước vào thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng chí còn là đại biểu Quốc hội khóa 6 và khóa 7. Cuối năm 1986, đồng chí nghỉ công tác nhưng vẫn tham gia tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Đồng chí Lê Văn Lương từ trần ngày 25 tháng 4 năm 1995 tại Bệnh viện Quân y 108, thọ 83 tuổi. Với gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí vinh dự được tặng huân chương Sao Vàng, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Tên của đồng chí được đặt cho nhiều tuyến đường lớn ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Lương, vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay, 28 tháng 3, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ phát sóng phim tài liệu đồng chí Lê Văn Lương do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 37 trên 72 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông đạt giải. Trong đó, có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 14 giải ba và 18 giải khuyến khích. Một số bộ môn có kết quả cao như môn vật lý có 5 giải, môn hóa học có 8 giải, môn toán có 6 giải, môn tin học, lịch sử, địa lý có 4 giải. Đặc biệt năm nay, ngoài 36 học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, có 1 học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đạt giải khuyến khích môn tin học. Là em Nguyễn Đức Thiện, em Lê Đức Hậu, trường trung học phổ thông chuyên là học sinh duy nhất giành giải nhất môn vật lý. Vừa qua, Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Huyện nông thôn mới và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nhiều quy định mới về quy hoạch cây xanh, môi trường và tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo đó, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có 19 tiêu chí, gồm nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch, nhóm kinh tế tổ chức sản xuất và nhóm văn hóa xã hội, môi trường. Với mỗi tiêu chí, có chỉ tiêu chung và chỉ tiêu theo từng vùng trên cả nước. Bộ Tiêu chí cũng quy định rõ, đất cây xanh sử dụng công cộng đối với xã nông thôn mới là 2m² một người, xã nông thôn mới nâng cao là 4m² một người. Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu, phải có ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội mang giá trị đặc trưng của địa phương và ít nhất một mô hình thôn thông minh do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Huyện nông thôn mới phải có tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt từ 90% trở lên, trong đó riêng từng xã đạt từ 80% trở lên. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải có ít nhất 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tối thiểu 70% số km đường huyện, tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến. Thưa quý vị và các bạn, để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 cho người dân, các địa phương của huyện Kim Động đang tập trung tiêm vét mũi 3 cho người dân trên 18 tuổi, phấn đấu hoàn thành trong quý 1 theo kế hoạch tỉnh giao. Đến nay, toàn huyện Kim Động đã tiêm được gần 250.000 mũi vaccine COVID-19, trong đó tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên đạt 99%. Đối với mũi tiêm nhắc lại, đến ngày 25 tháng 3, toàn huyện có gần 67.000 người đã được tiêm, đạt tỷ lệ trên 82%. Hiện có gần 10% số người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi 3 do chưa đủ thời gian giữa hai mũi tiêm hoặc mắc COVID-19. Để đạt mục tiêu 100% người từ 18 tuổi trở lên được bao phủ đủ 3 mũi vaccine theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tăng cường triển khai tuyên truyền
vận động người dân về lợi ích, ý nghĩa và hiệu quả của việc tiêm vaccine, đến nay đã có một số địa phương cơ bản hoàn thành tiêm mũi 3 cho người dân như xã Mai Động đạt tỷ lệ 96%, thị trấn Lương Bằng, xã Đức Hợp 94%. Hiện nay nhu cầu tư vấn và khám hậu COVID-19 là rất lớn. Trên thực tế, nhiều F0 đã khỏi bệnh đến các cơ sở y tế khám, điều trị khi có những triệu chứng hô hấp và tâm lý như lo lắng, mất ngủ, mệt mỏi. Qua phát hiện một số trường hợp có sơ phổi, viêm phổi kẽ do COVID-19, tim to, rối loạn nhịp tim. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 có vai trò rất quan trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính có từ 10 đến 20% bệnh nhân COVID-19 trải qua các triệu chứng kéo dài trong nhiều tháng sau khi mắc bệnh, khiến sức khỏe tinh thần và thể chất bị suy giảm. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe hậu COVID-19 là vấn đề cần được quan tâm. Với các F0 nhẹ chỉ cần đi khám khi có triệu chứng hậu COVID-19. Tuy nhiên, có 3 nhóm F0 khỏi bệnh cần thiết nên đi khám hậu COVID-19 bao gồm nhóm người có bệnh nền như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, nhóm người từ 60 tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc COVID-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn, nhóm người phải nhập viện khi mắc COVID-19, bị suy hô hấp phải can thiệp thở oxy trở lên, sốt cao phải nhập viện. Lưu ý, để nâng cao hiệu quả khám điều trị sức khỏe hậu COVID-19, người bệnh nên đến khám tại các cơ sở y tế có khoa khám hậu COVID-19. Các bác sĩ sẽ căn cứ vào triệu chứng lâm sàng hiện tại, tuổi tác, bệnh lý nền và tiến trình điều trị dương tính trước đó của người bệnh để làm các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết để có phác đồ chăm sóc, điều trị phù hợp. Ngay sau khi trẻ mầm non được đi học trực tiếp, nhiều trường mầm non đã tổ chức ăn bán trú cho trẻ. Song song với việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh được các nhà trường đặc biệt chú trọng. Ngay từ buổi đầu tiên trẻ tới trường học tập, trường mầm non Đông Tảo, huyện Khoai Châu đã tổ chức ăn bán trú với gần 200 trẻ đăng ký ăn 2 bữa chính và phụ mỗi ngày. Mọi khâu từ giao nhận thực phẩm sống, chế biến đến phân phát đồ ăn đến lớp đều được thực hiện cẩn thận chặt chẽ. Nếu như trước đây, đến giờ ăn tất cả các giáo viên sẽ tới bếp nhận thức ăn cùng một lúc thì nay được giãn cách bố trí lệch giờ. Bữa ăn diễn ra trong quy mô lớp học, chia riêng từng suất, các đồ dùng như bát đĩa, son nồi, cốc, đũa, khăn mặt, khay thức ăn được chia riêng cho từng lớp, từng học sinh, qua đó hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Hàng ngày chúng tôi sẽ test trước ở nhà, kiểm tra nhiệt độ ở nhà và test ở nhà. Thấy ổn định thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc, còn không đó tôi sẽ báo cáo lại với cả ban giám hiệu. Trước khi chúng tôi thực hiện chế biến là chúng tôi sẽ khử khuẩn tay và đeo khẩu trang, đeo găng tay. Đối với các chủ cửa hàng cung cấp thực phẩm cho nhà trường, giao nhận thực phẩm tại cổng trường, người không có nhiệm vụ thì không được vào trường. Nhà trường sẽ cử một đồng chí hiệu phó phụ trách cái công tác bán trú, hàng ngày sẽ kiểm tra, đôn đốc chị em thực hiện nghiêm cái biện pháp phòng chống dịch. Không chỉ cẩn thận trong thời điểm nấu ăn, nhiều trường mầm non còn tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn khu vực bếp sau mỗi buổi học, đảm bảo môi trường sạch sẽ. Ngoài việc ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, nhiều trường học đã trồng rau xanh trong khuôn viên, tạo nguồn thực phẩm sạch đảm bảo an toàn cho các bữa ăn bán trú. Chúng tôi phải đảm bảo cái nguồn thực phẩm đối với nhà trường được dành cho các con là nguồn thực phẩm chuẩn, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi mới ký hợp đồng. Cái người giao nhận thực phẩm với chúng tôi phải đảm bảo là sẽ phải test COVID ấy, để đảm bảo là khi mà đưa đến trường thì không có mang yếu tố dịch bệnh vào trong nhà trường. Cái người mang các cái thức ăn đến cho các lớp thì cần phải đảm bảo là thường xuyên được test sàng lọc COVID. Trẻ em lớp tuổi mầm non vẫn chưa tự ý thức được các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Do đó, đảm bảo thực hiện công tác bán trú an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cơ sở giáo dục, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng cho phụ huynh và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tiên Lữ hiện có 844 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép. Đến nay, toàn huyện mới giải tỏa được 83 trường hợp vi phạm, đạt tỷ lệ 10%. Trong đó có 68 trường hợp tự tháo dỡ, giải tỏa, còn lại 15 trường hợp buộc phải cưỡng chế. Các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đai phát sinh mới được huyện Tiên Lữ giải tỏa, chủ yếu là xây dựng nhà ở, nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp. Các xã còn nhiều vi phạm là Đức Thắng, Ngô Quyền và xã Trung Dũng. Được biết, trước Tết Nguyên đán, một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm sử dụng đất như ở xã Trung Dũng, Thủy Lôi,
nhưng được Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ chỉ đạo xử lý nghiêm và dứt điểm. Với quan điểm dễ làm trước khó làm sau, thời gian qua xã Tân Dân huyện Khoai Châu đã vào cuộc xử lý dứt điểm được nhiều trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi. Qua rà soát trên địa bàn xã Tân Dân có tổng số 57 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, công trình thủy lợi, hành lang giao thông trước năm 2016 thuộc diện phải giải tỏa với tổng diện tích trên 7,8 nghìn mét vuông. Từ tháng 8 năm 2021 đến nay, xã đã xử lý dứt điểm được 37 trên 57 trường hợp. Trong đó, có nhiều hộ dân tự tháo dỡ công trình như gia đình ông Lê Hải Đức xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp với diện tích gần 700 mét vuông. Ông Nguyễn Đình Thuấn xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp với diện tích 84 mét vuông. Ông Bùi Văn Luật xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp với diện tích 100 mét vuông. Tại một số địa phương, tình trạng chuyển đổi từ trồng lúa sang canh tác cây trồng khác một cách ồ ạt, tự phát, đặc biệt là tại các khu vực đã được quy hoạch khu cụm công nghiệp, không có sự quản lý của chính quyền địa phương, đang để lại nhiều hệ lụy đáng lo ngại, ghi nhận tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Là người trực tiếp chứng kiến việc gần một năm nay, nhiều hộ gia đình ở thôn Phạm Xá tự ý chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả và các cây khác. Ông Nguyễn Huy Lượng cho biết, do nắm được thông tin có doanh nghiệp về đầu tư nên tranh thủ khi nhà nước chưa thu hồi đất, nhiều hộ gia đình ở đây đã trồng cây nhằm nâng cao thu nhập. Dân là nghe tin là có công ty về, cho nên là họ cũng mua những cây to này về để trồng, để phát triển. Ngoài cái việc trồng ra thì người ta có tham vọng gì không? Ngoài cái việc trồng này để mà thu nhập kinh doanh đấy về cây thì họ cũng nghe được cái tin là công ty về thì là ít nhiều thì nó cũng có cái đền bù của công ty. Không chỉ có gia đình ông Lượng mà tình trạng này còn xuất hiện ồ ạt tại cánh đồng thuộc các thôn Phạm Xá, Trương Kinh Cầu, Bắc Kinh Cầu của xã Đồng Than. Việc người dân tự chuyển đổi từ trồng lúa không chỉ phá vỡ quy hoạch diện tích trồng lúa mà còn làm xáo trộn quy hoạch, đồng thời gây ra nhiều bất cập trên đồng ruộng. Thậm chí có những hộ gia đình còn tự ý đào ao làm biến dạng mặt ruộng. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Đồng Than với diện tích 75 ha. Do buông lỏng quản lý về đất đai nên chưa thấy sự vào cuộc của chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng của huyện Yên Mỹ. Diện tích đất nông nghiệp mà cây lúa để kéo hiệu quả ấy, thì dân thì hầu như chuyển đổi là tự phát, chuyển đổi nó rất từ lâu rồi. Có những hộ gia đình thì trồng cây là rất là nhiều năm rồi, lâu năm, mà có những hộ thì cũng chuyển đổi từ năm 2019-20. Một bộ phận nông dân tự phát chuyển đổi đất trồng lúa, nguyên nhân xuất phát từ thực tế do đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo Nghị định 62 năm 2019 của Chính phủ, khi người dân muốn chuyển đổi từ đất trồng lúa sang canh tác các loại cây trồng khác thì phải làm đơn để được Ủy ban Nhân dân cấp xã giải quyết. Khi đó, Ủy ban Nhân dân xã xem xét có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay không sẽ cho phép người dân chuyển đổi. Việc ồ ạt chuyển đổi đất trồng lúa để đón đầu các dự án đã quy hoạch ở Đồng Than đang gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng cũng như tăng chi phí ngân sách đền bù, ảnh hưởng đến tiến độ thu hút dự án đầu tư của tỉnh. Vì vậy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác giám sát quản lý đất đai để tránh những hậu quả phức tạp về sau. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại khu vực thùng cát giáp danh giữa xã Vân Du và xã Quảng Lãng của huyện Ân Thi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là nam sinh 16 tuổi, đang học lớp 10, quê tại thôn Trâm Nhị, xã Vân Du. Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 26 tháng 3, sau khi đi đá bóng, nạn nhân cùng nhóm bạn xuống khu vực thùng cát tắm. Đây là khu vực hồ rộng, độ sâu từ 2 đến 3 mét. Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ tai nạn trẻ em bị đuối nước ở huyện Văn Giang và huyện Yên Mỹ. Qua các vụ tai nạn đuối nước trong thời gian vừa qua, mỗi gia đình, nhà trường, địa phương cần có giải pháp tăng cường công tác phòng chống đuối nước, nhất là trong dịp hè, đặc biệt tại các vùng nông thôn khi có nhiều ao hồ, nước sâu, tránh nguy cơ đuối nước tiềm ẩn. Chương trình thời sự trong tỉnh xin được dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của đài, ứng dụng Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Giới chức Nga và Ukraine xác nhận phái đoàn hai nước sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục tìm phương hướng giải quyết xung đột giữa lúc chiến sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang bước vào tháng thứ hai. Qua một vòng đàm phán trực tuyến, trưởng đoàn đàm phán của Nga xác nhận sự kiện sẽ diễn ra, nhưng đưa ra khung thời gian là bắt đầu vào ngày 29 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3. Đoàn đàm phán của Ukraine và Nga tới nay đã tiến hành 4 cuộc gặp trực tiếp nhưng chưa có đột phá lớn, trong bối cảnh giao tranh có dấu hiệu sẽ chuyển sang giai đoạn giằng co kéo dài. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong tuần qua nói rằng Nga và Ukraine dường như đã đạt được sự đồng thuận về 4 trên 6 điểm đàm phán, bao gồm Ukraine sẽ không gia nhập NATO, sử dụng tiếng Nga ở Ukraine, giải trừ quân bị và đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine nói rằng chưa đạt được sự đồng thuận nào với các điểm đàm phán mấu chốt với Nga. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, tỷ lệ tín nhiệm với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rơi xuống mức 40%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông. Theo kết quả thăm dò của NBC News công bố ngày 27 tháng 3, mức tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm 3 điểm phần trăm so với hồi tháng 1, trong khi tỷ lệ cử tri không tán thành với những công việc còn lại của ông tại Nhà Trắng đã tăng 1 điểm phần trăm lên 55%. Liên quan tới cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, chỉ 28% số người được hỏi cho biết tin tưởng cách ông chủ Nhà Trắng xử lý cuộc khủng hoảng và 44% nói rằng họ rất không tin tưởng Tổng thống Biden có thể giải quyết vấn đề. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa qua xác nhận đã tiến hành vụ tấn công ở Israel làm hai cảnh sát nước này thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra ngày 27 tháng 3 tại thành phố Hadera, miền trung Israel. Cảnh sát Israel đã vô hiệu hóa những kẻ tấn công và ngăn chặn một cuộc khủng bố quy mô lớn hơn. Danh tính của hung thủ hiện chưa được công bố. Lực lượng cảnh sát Israel đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao do lo ngại nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố ở bất cứ địa điểm nào trên toàn quốc sau vụ một người đàn ông dùng xe và dao tấn công khiến 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng ngày 22 tháng 3. Quốc hội El Salvador đã phê chuẩn theo yêu cầu của Tổng thống việc ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến làn sóng bạo lực băng đảng đẫm máu khiến 62 người thiệt mạng chỉ trong vòng 24 giờ. Quốc hội El Salvador đã phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi lực lượng an ninh bắt giữ tên đầu sỏ của tổ chức tội phạm hàng đầu tại quốc gia này liên quan đến làn sóng bạo lực băng đảng đẫm máu khiến hàng chục người thiệt mạng chỉ trong vòng 2 ngày. Theo số liệu của cảnh sát, riêng trong ngày 26 tháng 3, bạo lực giữa các băng đảng tội phạm đã khiến ít nhất 62 người thiệt mạng. Xét về tỷ lệ giết người trên tổng dân số, thì El Salvador thuộc hàng cao nhất thế giới, với tỷ lệ là 82,8 trên 100.000 dân ghi nhận vào năm 2017. Giới chức Thượng Hải, Trung Quốc vừa bắt đầu thực hiện biện pháp phong tỏa theo hai giai đoạn để hạn chế đợt bùng phát lớn nhất kể từ đầu đại dịch COVID-19. Theo đó, thành phố lớn nhất của Trung Quốc với 26 triệu dân sẽ đóng cửa nửa phía đông từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, sau đó sẽ đóng cửa ở phía tây bắt đầu vào ngày 1 tháng 4. Thượng Hải những ngày gần đây đã trở thành một trong những điểm nóng COVID-19 lớn nhất trong làn sóng dịch mới nhất tại quốc gia này bắt đầu từ tháng 3. Ngay trong ngày đầu phong tỏa, thành phố đã báo cáo kỷ lục 3.450 trường hợp COVID-19 không có triệu chứng và 50 ca mắc có triệu chứng. Các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi của trẻ em gái và nữ giới ở Afghanistan tuyên bố sẽ phát động làn sóng phản đối trên toàn quốc nếu chính quyền Taliban không mở cửa trở lại trường học cho các nữ sinh trung học trong vòng một tuần. Ngày 26 tháng 3, khoảng 20 nữ sinh và phụ nữ đã tổ chức một cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul yêu cầu mở lại các trường học. Còn trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kabul, các nhà hoạt động bảo vệ nữ quyền tại Afghanistan đã đọc tuyên bố chung của 4 nhóm nữ quyền ở quốc gia này, trong đó kêu gọi chính quyền Taliban đảo ngược quyết định nói trên trong vòng một tuần. Cho đến nay, Bộ Giáo dục Afghanistan vẫn chưa đưa ra lý do rõ ràng về quyết định đóng cửa trường học. Một cụ ông 83 tuổi người Nhật Bản vừa qua đã khởi hành từ Mỹ để một mình vượt Thái Bình Dương về Nhật Bản bằng thuyền buồm, trở thành người cao tuổi nhất trong nỗ lực thực hiện hành trình này. Cụ ông Kenichi Horie xuất phát từ San Francisco, Mỹ vào ngày 26 tháng 3. Hành trình của cụ dự kiến sẽ kéo dài 2 tháng rưỡi trên một chiếc thuyền buồm dài 5,8 mét, nặng khoảng 1 tấn. Cụ ông đã lên sẵn kế hoạch đọc sách, nghe đài radio mỗi khi rảnh rỗi và không phải điều khiển thuyền. Kenichi Horie được mệnh danh là thủy thủ nổi tiếng nhất của Nhật Bản sau khi trở thành người đầu tiên một mình thực hiện hành trình vượt Thái Bình Dương tới Mỹ năm 1962. Vào thời điểm đó, ông là một thủy thủ nghiệp dư, 23 tuổi. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.